Xin chào các bạn, thì hôm nay thì rất vui là được đón bé Đức Minh đến từ Hòa Bình. Thì con thì đến hôm nay thì là với cái tình trạng là bị tràm đỏ với những cái sắc tố mà nó bị rối loạn trong cái quá trình mà mang bầu. Đấy, thì đối với cái tràm này của con thì có từ lúc mà sơ sinh đến bây giờ, nhưng mà cái quá trình mà sơ sinh của con đến lúc này thì hình thành nó chỉ là những sắc tố mờ thôi. Nhưng mà đến độ tuổi hôm nay là con được đến tính đến nay là được 9 tuổi rồi Đức Minh nhỉ? Ừ, Đức Minh ngoan lắm. Đã con nghiêng đây cho cô xem nào. Thì hôm nay là buổi đầu con đến với thẩm mỹ Ôi Hô thì cô sẽ thăm khám cho con một chút nhá. Ừ. Rồi cái tình trạng này của Đức Minh thì cô thấy là nó cũng không 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 có bị dày lắm so với các bạn nhá. Thì cái tình trạng này thì nó đổ toàn bộ cái khu vực là phần mắt này, phần má, ở cái phần phần mép của con, trên trán nó có rải rác một chút thôi nhá. Đấy thì Đức Minh điều trị thì Đức Minh có sợ đau không? Con không sợ đau, con muốn xóa hết tràm đi để trở thành, để thực hiện được ước mơ của mình. Ừ, Đức Minh là ước mơ của Đức Minh là gì nhỉ? Ước mơ của con đó chính là bóng đá. À, bóng đá, yêu thích thích làm cầu thủ bóng đá đúng không? Vâng ạ. Ừ. Thì với cái tình trạng của Đức Minh thì cô sẽ sử dụng cái công nghệ mới nhất của 2023 năm nay nhá con nhá. Công Vâng ạ. nghệ Mercury LX 2023. Thì công nghệ này nó sẽ hấp thụ toàn bộ những cái sắc tố này cho con. Đấy, thì sau các buổi mà cô làm thì nó sẽ nhạt dần. Đấy, không có gây đau rát khó chịu gì cho Đức Minh cả. Đức Minh yên tâm nhá. Vâng ạ. Ừ, ngoan lắm nha. Ừ, thì bây giờ xong rồi thì là cô sẽ đưa con vào trong phòng trị liệu nhá. Vâng ạ. Ừ, rồi đi với cô nào. Rồi.